Xin chào anh em. Video này mình sẽ mở hộp và trên tay chi tiết cho anh em chiếc Nokia E-Series E66, một chiếc điện thoại nắp trượt hiếm hoi với kiểu dáng thiết kế cực kỳ đẹp mà nhà Nokia đã ra mắt năm 2008. Và riêng con E66 này thì kiểu dáng rất là đẹp cũng như là trang bị vỏ thép cực kỳ sang chảnh luôn anh em nhé. Con này thì bên mình mới về được một chiếc bản màu trắng bạc, màu trắng và chỉ một hộp duy nhất thôi, email là 7353. Và trong video này mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Thì con này mình cũng có rất nhiều video mở hộp rồi. Thì anh em nào mà theo dõi kênh của mình lâu thì cũng biết rồi, con E66 này thì cũng khá là lâu rồi. Thì bây giờ bên mình mới về hàng. Đấy, rất là đẹp luôn anh em nhé. Con này có cả cảm biến gia tốc nữa. Anh em để ngang là màn hình nó cũng tự xoay ngang, để dọc màn hình tự xoay dọc luôn. Ngày xưa những chiếc nào mà không có cảm ứng nhá, những chiếc điện thoại mà bàn phím mà không có cảm ứng mà xoay được tự động xoay ngang như thế này thì chỉ những chiếc cao cấp thôi. Rồi thì ngay sau đây mình sẽ để máy sang một bên và mình sẽ nói về máy sau nha anh em nhé. Thì mình sẽ đi đến hộp phụ kiện trước. Thì ở đây hộp của cái chiếc này thì con này của mình nó là bản thị trường nội địa chung anh em nhé. Hộp con này còn rất là đẹp luôn. Mình sẽ quay qua tất cả các mặt của hộp này. Anh nào mà cần sưu tầm cái chiếc này thì phải gọi là cực kỳ chất luôn. Tại vì hộp con này bên mình về cái hộp này rất là đẹp luôn, không có bị rách hay là bị móp gì cả nhá. Email là 7353, ngày sản xuất là ngày 16 tháng 1 năm 2011, made by Nokia, bản màu white, màu trắng. Rồi, mở hộp ra thì ở bên trong. Đây, cái túi này là túi đựng máy anh em nhá. Máy nó sẽ nằm ở vị trí này và nó sẽ nằm ở trong túi. Đây. Đấy, máy sẽ nằm ở vị trí này anh em nhá. Viên pin zin 4U thì mình đang lắp sẵn ở trong máy rồi. Viên pin thì nó nằm ở trong cái túi này và nó sẽ nằm ở trong cái ngăn này. Đấy. Thị trường nội địa chung hay là củ cáp là củ rời, cáp rời anh em nhé. Củ sạc chân kim và cáp rời, củ rời. Mình rất là đánh giá cao cái củ cáp này. Tại vì là anh em dùng cái cáp này linh động sạc ở trên ô tô, cũng không cần phải tìm ổ điện. Đấy. Ô tô hoặc là sạc cắm qua cái laptop chẳng hạn. Rồi khay máy này. Thì ở bên trong nữa này, gồm những cái gì? Một chiếc tai nghe zin. Cái tai nghe này là tai nghe chân 2.5mm, tai nghe zin từ ngày xưa, bản màu trắng, tai nghe màu trắng anh em nhé. Một cọng cáp cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Một cọng cáp USB kết nối máy tính truyền dữ liệu chạy phần mềm. Anh em nhìn cái sợi cáp zin từ ngày xưa, cực kỳ chất luôn. Và cuối cùng là một chiếc bao da zin Nokia E-Series. Cái bao da zin, máy màu trắng này, bao da nó cũng là bao da màu trắng luôn. Đấy, và bên trong là sổ sách, các cái quyển sổ, đây mình cũng cầm ra luôn cho anh em xem. Nó có một cái đĩa driver đấy, đây. Đây, một chiếc đĩa driver. Đấy, nhiều anh em bây giờ không biết cái đĩa này làm gì. Đấy, đĩa rất là huyền thoại. Và sổ sách rất nhiều, 3-4 quyển. Đấy, quyển sổ hướng dẫn của nó. Thị trường nào thì ngôn ngữ nước đấy. Đây, quyển này là quyển sổ chính, rất là dày. Và đến với nhân vật chính, đó là chiếc Nokia E66. Đây, đẹp không tì vết luôn anh em nhé. Anh em nào mà để sưu tầm cái chiếc này thì phải gọi là rất là chất luôn. Và mình bao trách mọi thợ luôn anh em nhé. Con này nó còn món phụ kiện ngoài bạt ngàn những cái món phụ kiện mình vừa mới giới thiệu kể ở trên. Thì nó còn một món phụ kiện nữa, đó là một chiếc thẻ nhớ 2GB. Nó nằm sẵn ở trong cái khe thẻ nhớ ở trong máy này. Đấy, con này thì cầm lên tay cực kỳ sang chảnh luôn, cơ cáp trượt mượt. Đấy. Những cái đồ zin này thì anh em dùng không phải lăn tăn gì về độ bền cả, tại vì nó đã đồ zin thì dùng cực kỳ bền luôn rồi. Đấy. Thiết kế đẹp, mê mẩn luôn anh em ạ. Đợt này bên mình về chỉ đúng một hộp này thôi và rất là may mắn vì cái hộp này là hộp rất đẹp luôn, bên ngoài hộp không có bị móp. Ngày xưa bên mình về thi thoảng có vài hộp nó bị móp, bị rách. Đấy, nhưng mà con này thì hộp còn nguyên luôn, máy cực kỳ chất luôn, không tì vết luôn anh em nhé. Anh nào mà cần sưu tầm cái chiếc này thì liên hệ mình sớm. Đây, vào menu của nó này. Con này nó có đa nhiệm nhé. Anh em nhấn giữ nút ngôi nhà này là đa nhiệm luôn này. Rồi, anh nào mà cần một chiếc E66 cực kỳ chất và rất hiếm khi về hàng như này thì liên hệ mình sớm. Cảm ơn anh em đã xem video.